Xin chào quý vị và các bạn. Mọi người hôm nay có khỏe không? Chủ đề của ngày hôm nay là về du học sinh visa 500. Thì vừa rồi luật sư di trú cũng có làm một số hồ sơ cho các bạn visa 407, thực tập sinh cũng có làm, visa du học thì luật sư cũng có làm, rồi visa 188 cũng có làm. Thì nói chung là chỉ trừ có visa 462 thôi thì không có làm. Tại visa 462 là dành cho các bạn mà đi qua đây để đi lao động mà, các bạn tự làm được. Nói chung là tất cả các loại visa các bạn cũng phải học PTE thôi. Các bạn phải học tiếng Anh thôi. Và các bạn học tiếng Anh thì các bạn biết ai hướng dẫn, ai dạy tiếng Anh rồi thì mình cũng có dạy. Ok, thì các bạn muốn học tiếng Anh thì các bạn cho mình biết. Tại vì bây giờ mình nói đơn giản thôi, các bạn hiểu là nếu mà các bạn không học tiếng Anh á, bạn đi qua Úc bạn học tiếng Anh á sẽ tốn rất là nhiều tiền. Một tuần ở bên Úc học tiếng Anh nó tốn đâu khoảng từ 300 cho tới 500 đô một tuần. Còn bạn học tiếng Anh của mình á là bạn chỉ tốn đâu đó khoảng chưa tới 1.000 đô mà bạn có thể học tiếng Anh nó tốt hơn nhiều. Bạn có bằng tiếng Anh rồi, bạn đi qua Úc bạn thể tự tin hơn rất là nhiều. Các bạn cứ tưởng tượng mà đi làm việc cho Tây, Tây nói các bạn là ok anh đóng gói cho cái này là 10 cái mà bạn đóng vô đó thành 20 cái hay 100 cái, bạn nghĩ sao? Mà nó kêu bạn làm sai rồi bạn cũng đứng lên, bạn không biết là bạn làm sai cái gì đó. Nói bạn không hiểu, bạn nói người ta cũng không hiểu là rất là khó các bạn không? Tiếng Anh cực kỳ quan trọng. Và bây giờ mình vào chủ đề ngày hôm nay ha, là gia đình nào nên cho con đi du học, và các bạn qua học bên Úc này rồi đó thì nên làm cái nghề gì để mà có đầy đủ tiền sinh hoạt phí và tiền học phí. Thì mới qua thì bạn cũng có thể đi làm bưng bê bồi bàn đúng không? Là mới qua, ngày xưa mới qua mình cũng làm bưng bê bồi bàn. Bưng bê bồi bàn hồi đó mình làm được có 8 đô một giờ. Sau đó mình qua mình làm hãng. Đi qua làm hãng lúc đầu cũng 8 đô, 9 đô, rồi 10 đô, rồi bắt đầu lên 18 đô, 19 đô, 20 đô. Rồi mình nhảy việc mới lên 23, 25, 27, 30. Rồi lên 35, rồi kết thúc là mình làm 45 đô một giờ. Đó là cái bạn bạn nên nhảy việc để mà học thêm kinh nghiệm ha. Ngày xưa là mình nhảy việc, mà trước khi mình nhảy việc á, mình làm cho một cái công ty mà mình làm rất là nhiều vị trí. Khi mà mình làm được giỏi rồi đó mình mới nhảy việc. Còn các bạn chưa làm giỏi mà bạn nhảy việc thì bạn chết. Bạn bắt buộc phải làm cho nó giỏi tại mỗi công ty nào đó, bạn làm được hết nhiều vị trí trong đó. Thì mình nói với bạn á, là mình đầu tiên vô mình làm bồi bàn đúng không? Ở trong lúc mà mình làm bồi bàn á là mình học được cái cách phục vụ khách hàng nè, mình học cách cleaning dọn dẹp nè, mình không có khách là mình ra đằng trước mình clean up cái cửa sổ, mình clean up bên trong bên ngoài cho nó sạch sẽ, rồi mình lau bàn, rồi khi mà xong hết việc thì mình phụ bếp nữa đó. Rồi sau đó thì mình chuẩn bị nói chung là mình chuẩn bị hết tất cả các thứ từ trong cái cửa hàng, cái shop đó luôn. Thì mình học tất cả mọi thứ trong đó luôn, rồi sau đó mình thấy à mình tự tin rồi, sau đó mình xin qua công ty của Tây mình làm. Mình làm với người Việt trước nhưng mà mình học học được tất cả mọi thứ trong đó. Sau đó mình nhảy, rồi mình học pha chế cocktail, rồi mà pha chế nước như thế nào ở trong đó, rồi phục vụ như thế nào. Mới qua mình không có biết tiếng Anh đâu nên mình nói tiếng Anh rất là dở, và mười mấy năm trước rồi đó. Rồi xong rồi từ từ khoảng 1 tháng 2 tháng rồi bắt đầu mình nâng level lên, mình nói được tiếng Anh, mình nghe người ta nói, rồi mình nói người ta nghe, rồi mình hiểu rồi, rồi bắt đầu đỡ hơn. Sau đó mình chuyển qua mình làm hãng. Mình làm hãng cũng vậy luôn. Mình làm hãng thì lúc đầu vô mình cũng không có biết gì hết, cũng là một tay trắng không hề biết có kinh nghiệm gì hết. Chạy vô chú ơi cho con làm với. Rồi mình chú kia ok thì con vô con làm đi. Rồi xong rồi làm xong rồi học hỏi kinh nghiệm của người này, nói chú ơi chỉ con với, anh ơi chị em với, chị ơi chị em với. Mình cố mình làm cái vị trí là pick and pack á, là mình đi nhặt hàng. Ví dụ khách hàng người ta đặt à cái này có món cái áo này 5 cái áo này 10 cái, cuốn sách này bao nhiêu cái mình đi nhặt mình bỏ trong thùng, mình đóng gói, là người ta gọi là pick and pack. Pick là nhặt, pack là đóng gói. Rồi xong mình chuyển qua xe ra xe, xe nó sẽ ship hàng đi. Đó các bạn hiểu ý mình nói không? Đó, xong mình làm ở vị trí đó trong vòng khoảng 2 tháng mình làm tốt rồi. Rồi mình tháo mấy cái hanger ra, mấy cái móc quần áo rồi mình kẹp vô, rồi mình xếp quần áo lại, mình xếp lại cho nó gọn gàng. Xong cái hãng đó của mình là làm quần áo nè, làm giày dép nè, làm dụng cụ văn phòng phẩm, quần jean đồ này nọ. Khi mình làm xong cái đó rồi, mình làm tốt rồi các bạn, mình sẽ hỏi sếp mình à sếp ơi cho em cho con đi học thêm. Học có nghĩa là con thấy cái anh ở đằng sau á, bây giờ con biết lái xe rồi, lúc đó mình qua mình thi lái xe liền. Mình nói sếp ơi cho con học thêm cái lái forklift nữa, cái lái xe forklift á. Rồi cái xong sếp mình nói à ok thôi con ra con học đi. Rồi mình học trong vòng 3 ngày là mình học xong, mình học xong cái xong mình thi đi thi lái xe thấy bạn lái xe forklift luôn đó các bạn. Cái gì cũng vậy, bạn cố gắng, bạn học xong, bạn làm xong một vị trí bạn làm tốt xong bạn mới mở miệng bạn hỏi người ta cho bạn thêm cơ hội để bạn học cái khác. Rồi học cái đó rồi xong rồi mình nói với sếp, sếp ơi ở Việt Nam con có biết một số kiến thức về
máy tính, lắp ráp, cài đặt máy tính, rồi con có thể làm được máy tính, rồi mình vô mình nói chuyện với sếp, à, sếp nói, ồ con làm được hả, ok vậy con phụ cái này phụ cái kia, rồi bắt đầu mình làm trong văn phòng, đó, làm trong văn phòng rồi hỏi con biết lái xe không, à, biết lái xe, ok con quản lý kho được không, ồ quản lý kho được, rồi bây giờ cho con làm quản lý kho, đó các bạn, cứ mỗi lần mình làm một cái vị trí đó mình nói, à, ok bây giờ con làm hết việc rồi, ví dụ như 8 tiếng mỗi ngày đúng không? Thì tất nhiên mình đi học là mình đi học 2 ngày 3 ngày rồi xong còn lại thời gian còn lại là mình đi làm. Ông sếp của mình á, trong điện thoại của ổng, ổng lưu tên mình là đệ tử, còn mình lưu tên ổng là sư phụ. Đó các bạn, lúc mình mới qua là sếp mình đó là triệu phú rồi, thì mấy chú chỉ cho mình mấy cái kinh nghiệm làm. Lúc đó mình độc thân vui tính mà. Sếp ở lại làm tới 9-10 giờ, mình cũng ở lại làm tới 9-10 giờ. Sếp sáng sớm 4 giờ sáng, 5 giờ sáng sếp vô alo mình phát mình chạy vô trong hãng luôn các bạn. Không có ngại gì hết. Sau khi mà mình làm được một thời gian cái xong rồi ông lên lương cho mình đó, mỗi lần ông chỉ ông lên lương rồi ông hỏi học hành sao đó thì ông giúp mình rất là nhiều. Nhưng mà các bạn biết là khi mà mình lúc đầu mà mình chưa nhận được cái sự tín nhiệm của ông á, là mình bắt buộc mình phải cố gắng rất là nhiều, cố gắng để cho người ta thấy cái sự cố gắng của mình và cố gắng để cho người ta thấy là mình có khả năng. Chứ các bạn đừng có vô công ty mà bạn làm bạn nói ô ông trả tiền ít quá, ông đã lương ít quá. Các bạn nhớ nha, mình lúc đầu mình qua Úc mình chấp nhận mức lương 8 đồng 9 đồng để mình học việc, để mình làm tất cả mọi thứ. Có những lúc mà mấy cô mấy chú nói với mình á, một mình làm á là bằng hai người, có lúc bằng ba người luôn các bạn. Sau một thời gian mình làm trong văn phòng á, là mình in mấy cái label ra, mình làm mấy cái đơn hàng nhỏ đó, là mình biết được à ok trong vòng một ngày một tuần là mình làm được bao nhiêu, người ta có KPI luôn á, người ta kiểm tra họ coi biết được à Tâm này nó làm bao nhiêu, rồi cái người khác anh A làm bao nhiêu, anh B làm bao nhiêu, người ta nhìn lên đó người ta thấy, người ta không nói thôi. Nhưng mà người ta biết được cái KPI sau khi mình làm ở trong văn phòng là mình biết hết. Sau một thời gian là mình chuyển qua mấy chú nhờ mình lái luôn chiếc xe truck nữa kìa. Đó. Rồi mình đi giao hàng nữa, đủ kiểu hết. Đó. Thì cuối cùng mình học được nhiều như vậy. Sau đó mình xin nghỉ. Rồi mình nhảy qua mấy công ty Tây mình làm ở vị trí quản lý kho, rồi quản lý hàng xuống, quản lý outbound, rồi inbound. Thì mức lương của mình nó tăng lên các bạn. Con cái các bạn vô sinh các bạn thể làm điều đó. Nhắc lại lần nữa nha, các bạn nào mà có con cái đang ở Úc rồi, đang có là visa du học rồi mà không biết cách nào mà làm việc mà mức lương trên 30 đô một giờ, là một ngày là các bạn phải được 200 mấy chục đồng á, thì các bạn hãy tham gia cái lớp Úc Đại Lợi đi. Ở trong cái lớp học Úc Đại Lợi đó mình có hướng dẫn các bạn cách xin việc như thế nào, cách đi nói chuyện với người ta để xin được việc như thế nào, rồi đi thi lái xe như thế nào, đăng ký thẻ ngân hàng như thế nào. Đó, trong cái lớp học đó mình chuẩn bị cho các bạn hết. Mỗi tháng là các bạn, con cái các bạn được vô đó ngồi nói chuyện với mình đó, để mà cần gì mình hỗ trợ mình sẽ hỗ trợ thêm. Cảm ơn các bạn không? Rồi chào mọi người.